Xin chào tất cả các con. Rất vui được gặp lại các con trong tiết toán ngày hôm nay. Các con đã biết, tiền là một thứ rất quen thuộc và quan trọng trong cuộc sống. Ở nhà, các con đã được bố mẹ đưa tiền nhờ đi siêu mua một số vật dụng đơn giản. Hoặc vào dịp lễ Tết, các con được ông bà, người thân lì xì tiền mừng tuổi. Vậy, bài học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu đó là bài Tiền Việt Nam. Nội dung bài học hôm nay gồm có 1. Giới thiệu về tiền Việt Nam. 2. Bài tập vận dụng. Bây giờ cô và các con cùng nhau đi tìm hiểu về tiền Việt Nam. Các con hãy quan sát mặt trước của tờ tiền 2.000 đồng, 5.000 đồng, 10.000 đồng. Các con hãy suy nghĩ 30 giây và trả lời cho câu hỏi. Ba tờ tiền này có đặc điểm gì chung? Chắc các con đã biết rồi. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau trả lời nhé. Ở tờ tiền này có đặc điểm chung, đó là dòng chữ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đây, được in trên mỗi tờ tiền. Thứ hai, các con nhìn thấy ai đây? Đó là Bác Hồ, Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiếp theo, các con biết hình ảnh này không? Đó là Quốc huy Việt Nam. Vậy, các tờ tiền này có chung đặc điểm, đó là về dòng chữ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Thứ hai, đó là hình ảnh Bác Hồ. Và tiếp theo đó là Quốc huy Việt Nam. Làm sao chúng ta phân biệt được các tờ tiền này với nhau? Đó chính là mệnh giá được in trên các tờ tiền. Các con hãy quan sát ở bên phải, ở phía trên, được in mệnh giá bằng số 2.000 đồng, 5.000 đồng, 10.000 đồng. Và góc dưới ở bên tay trái cũng được in bằng số. Ngoài in bằng số ra, người ta còn in bằng chữ. Đây là 2.000 đồng, 5.000 đồng và 10.000 đồng. Vậy, đặc điểm chính để giúp ta nhận ra các tờ tiền khi chúng ta nhìn vào mặt trước, đó là mệnh giá của các tờ tiền. Còn mặt sau của các tờ tiền này như thế nào? Bây giờ cô và các con cùng nhau tìm hiểu tiếp nhé. Đây là mặt sau của tờ 2.000 đồng, 5.000 đồng và 10.000 đồng. Các con quan sát ba tờ tiền này và cho cô biết mặt sau có đặc điểm gì giống nhau. Cả ba tờ tiền này có mặt sau giống nhau, đó là có dòng chữ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ngoài ra, mỗi tờ tiền người ta còn in cả về số lẫn về chữ 2.000 đồng, 5.000 đồng và 10.000 đồng. Trên ba tờ tiền này, các con thấy có điều gì đặc biệt? Trên ba tờ tiền này có một điểm đặc biệt, đó là về hình ảnh. Và các hình ảnh trên ba tờ tiền này khác nhau. Mỗi hình ảnh có đặc điểm và ý nghĩa như thế nào? Bây giờ cô và các con cùng nhau tìm hiểu nhé. Đây là mặt trước của tờ 2.000 đồng. Đây là mặt sau của tờ 2.000 đồng. Và đây là hình ảnh trên tờ 2.000 đồng. Hình ảnh này là hình ảnh của các nữ công nhân đang làm việc tại nhà máy dệt Nam Định. Đây từng là nhà máy dệt lớn nhất Đông Dương. Đây là mặt trước tờ 5.000 đồng. Đây là mặt sau tờ 5.000 đồng. Và đây là hình ảnh được in trên mặt sau của tờ 5.000 đồng. Hình ảnh này là nhà máy thủy điện Trị An được xây dựng trên sông Đồng Nai.
Nhà máy được hỗ trợ về tài chính và công nghệ của Liên Xô năm 1984, khánh thành và đưa vào sử dụng năm 1991. Tiếp theo đó là tờ 10.000 đồng. Đây là mặt sau của tờ 10.000 đồng và hình ảnh được in trên mặt sau của tờ 10.000 đồng đó là mỏ dầu Bạch Hổ thuộc bồn trũng Cửu Long. Mỏ dầu nằm ở vị trí đông nam, cách bờ biển Vũng Tàu khoảng 145 km. Đây là mỏ cung cấp dầu mỏ cho Việt Nam hiện nay. Vừa rồi cô đã giới thiệu hình ảnh của 3 tờ tiền 2.000 đồng, 5.000 đồng và 10.000 đồng. Bây giờ cô sẽ giới thiệu tiếp cho các con biết về hình ảnh của các tờ tiền còn lại. Đây là tờ 500 đồng. Hình ảnh trên tờ 500 đồng là hình ảnh cảng Hải Phòng. Đây là một cụm cảng biển tổng hợp cấp quốc gia lớn thứ hai ở Việt Nam và lớn nhất miền Bắc, là cửa ngõ quốc tế của Việt Nam. Tiếp theo là tờ 20.000 đồng. Đây là hình ảnh được in trên tờ 20.000 đồng, là hình ảnh chùa Cầu ở Hội An. Cây cầu này được trước đây do thương nhân Nhật góp tiền xây dựng từ thế kỷ 17. Tiếp theo đây là tờ 50.000 đồng và hình ảnh in trên tờ 50.000 đồng đó là hình nghênh Lương Đình và Phu Vân Lâu, hai công trình được xây dựng dưới thời Nguyễn, dùng làm nơi nghỉ chân của nhà vua trước khi đi xuống bến sông Hương để lên thuyền rồng hoặc làm nơi hóng mát. Tiếp theo, đây là mặt sau của tờ 100.000 đồng và hình ảnh được in trên tờ mặt sau 100.000 đồng đó là Văn Miếu Quốc Tử Giám, trường đại học đầu tiên tại Việt Nam. Công trình Khôi Văn Các tại Văn Miếu Quốc Tử Giám được chọn là biểu tượng của thủ đô Hà Nội. Tiếp theo là tờ 200.000 đồng. Đây là hình được in trên tờ 200.000 đồng. Đây là Hoàng Đỉnh Hương thuộc Vịnh Hạ Long. Phiến đá có hình một lư hương khổng lồ đứng giữa biển khơi như một vật thiêng cúng tế trời đất. Đây là mặt sau của tờ 500.000 đồng và hình ảnh được in trên mặt sau của tờ 500.000 đồng đó là hình ảnh ngôi nhà Nam Giang tại Làng Sen, Nam Đàn, Nghệ An. Đây là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là tờ 200 đồng và tờ 1.000 đồng. Tờ 200 đồng và tờ 1.000 đồng có những hình ảnh rất quen thuộc với người dân Việt Nam. Trên tờ 200 đồng là hình ảnh người nông dân đang lao động trên tất cả các cánh đồng tại làng quê Việt Nam. Còn tờ 1.000 đồng là hình ảnh người lao động cưỡi voi khai thác gỗ tại Tây Nguyên. Các tờ tiền này ngoài khác nhau về mệnh giá, hình ảnh, còn khác nhau về màu sắc và chất liệu. Các con quan sát ở tờ 200 đồng, 500 đồng, 2.000 đồng, 1.000 đồng và 5.000 đồng có màu sắc khác nhau. Và các tờ tiền này được in trên cùng một chất liệu, đó là cô tông. Tiếp theo, đây là tờ 10.000 đồng, 20.000 đồng, 50.000 đồng, 100.000 đồng, 200.000 đồng và 500.000 đồng. Các tờ tiền này cũng có màu sắc khác nhau. Nhưng các tờ tiền này được in trên cùng một chất liệu, đó là polymer. Vừa rồi cô đã giới thiệu với các con về mệnh giá các tờ tiền ở Việt Nam. Để giúp các con biết và sử dụng các tờ tiền này, bây giờ các con hãy cùng nhau làm bài tập nhé. Sau khi làm bài tập, nếu có câu hỏi gì, các con hãy gửi về cho cô. Xin chào các con, hẹn gặp lại các con trong các tiết học tiếp theo.